Hello mấy bà, sau khi mà sinh em bé thì đây là một clip hoàn chỉnh tôi tập trung để trở lại Youtube đây Mong mấy bà ủng hộ tôi nha Hôm nay tôi sẽ cho mấy ní mèo nhà tôi múc bang 10 loại xúc thưởng hot nhất ở trên sàn cam nha 10 loại xúc thưởng này thì có 8 loại là tôi order từ 3 shop khác nhau chứ không có nhận quảng cáo gì hết trơn á, còn hai loại là của nhà tôi có nha. Đầu tiên là xúc thưởng Siao, dòng này nó giống như là xúc quốc dân á, tôi thấy là hầu như ai nuôi mèo cũng biết hết. Tôi nhớ cách đây 5 năm trước hồi mà tôi mới nuôi con cám á, tôi vô pet shop mua một bì 4 thanh vậy nè, 40 ngàn hết hồn luôn mấy cha Theo như tôi tìm hiểu thì Xiao là một thương hiệu của Nhật nhưng mà lại sản xuất ở Trung Quốc á Chất xúc rất là mịn và sánh, đúng cái kiểu tôi thích luôn nhưng mà cái mùi của nó thì hơi tanh Trời ơi tin được không, nay con cúc nhà tôi là nó chê súp thường á Thôi thôi, trời <laughs> ơi, thôi thôi, thôi tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại Cúc chê nhưng mà cuốn thì lại mê nha 8 trên 10 Tiếp theo dòng súp này thì là dòng súp có cái lượt bán kinh khủng nhất trong tất cả những dòng súp thưởng mà tôi mua hôm nay Đó là súp Shizuka với lượt bán là 655.000 dã dạ man Tôi biết sao mà nó nhiều lượt bán vậy rồi Tại nó rẻ tính ra tôi mua là có 1 ngàn một thanh thôi á Tôi rất là bất ngờ với lại chất súp này nha Tại vì tôi biết là 1 nghìn một thanh thì tôi không nên đòi hỏi quá nhiều Chất súp thì không bị tách nước Và đây là lần đầu tiên tôi cho mấy ní nhà tôi ăn súp này Nhưng mà nó chê nha Tiếp theo là một dòng súp đến từ Thái Lan Dòng này thì tôi nghĩ là nó rất là phổ biến ở Việt Nam luôn Đặc biệt là hạt Nhưng mà hạt của hãng thì xin lỗi chưa bao giờ tôi đánh giá cao luôn Còn riêng súp thưởng thì tôi thấy cũng khá là ok là nha Súp này thì có giá là 7 ngàn một thanh Tôi mua đúng một thanh luôn á Tại nghèo Chất súp thì khá là sánh mịn và không bị tách nước Nhưng mà con cá nhà tôi thì nó lại chê Nhưng mà con cún nhà tôi thì lại thích nha Giá thì tôi thấy hơi cao 7.5 trên 10 Bà nào mà hay lướt tiktok thì tôi nghĩ là chắc chắn biết dòng xúc thưởng này Tại vì tôi thấy là nhãn hàng cũng hay livestream và book quảng cáo á nhưng mà không búc tôi Dòng này cũng đến từ Thái Lan nha mấy ní Giá khá là mềm luôn á 12.900 đồng cho 4 thanh Sau khi khui thì cảm quan của tôi là không ấn tượng với chất xúc này lắm Xúc thì không có được mịn và sánh À mấy bà có thấy cái nước mà từ trong chén á Là nước mà tôi rửa chén nó còn đọng lại á Chứ không phải là nước từ trong xúc đâu nha Tuy cái chất xúc không được bắt mắt lắm Nhưng mà mèo nhà tôi thì nó lại chịu ăn nha 6,5 trên 10 Tiếp theo là ba of quai Cái này thì thôi Tối nào tôi lướt tiktok cũng thấy công ty đang livestream bán hàng Hạt Bay of quai thì chắc là ai cũng biết luôn ha Tại vì marketing thì cực kỳ là rầm rộ giá thì tôi thấy cũng rất là phải chăng 20 000 cho 4 thanh chất xốp thì tôi không thích lắm tại vì cá nhân tôi thì thích những cái dòng xốp mà nó như si ao hơn còn chất này thì nó hơi khô xốp này thì mấy đứa nhà tôi ăn nha mà su sao lúc đó tôi quên bấm quay không biết là mấy bà coi đã mệt chưa chứ nãy giờ tôi ngửi mùi xốp thường nhiều là tôi cũng thấm mệt rồi đó tiếp tới sẽ là một dòng xốp thường giá rẻ đến từ nội địa trung nekka bao bì khá là chỉnh chu mà giá thì cũng rẻ hết hồn chín nghìn một cho một gói những năm thanh ba bốn tháng trở lại đây cái dòng ba t của hãng này cũng hot lắm này nó chỉ dao động từ 7 đến 8 nghìn thôi Mà tôi thấy là số lượng bán cực kỳ là nhiều luôn á Chất xúc của thằng này thì nó hơi khô Mà chưa gì là thấy có một ní là che ổng che eo Cái mặt là không muốn đớp rồi đó Mấy đứa nhà tôi bình thường nó cũng ít được ăn xúc thường lắm mấy bà ơi Lâu lâu thì tôi mới cho ăn một thanh thôi Tại vì đa số đồ ăn của bọn nó sẽ do tôi chế biến á Vì chủ trương của tôi là hạn chế cho bọn nó ăn đồ ăn công nghiệp á Nên là thường được ăn xúc thường bọn nó sẽ rất là thích Nê ca cám chê nhưng mà cuốn lại thích nha 7 trên 10 Nãy giờ toàn là hàng Trung với hàng Thái rồi Giờ mình quẹo qua hàng xíu nha mấy bà Dòng xúc thường thứ mà tôi review đó là Mel Bao bì đơn giản, thanh thoát, toát ra mùi tiền. Tôi mua 10 thanh tách lẻ từ túi lớn là 73 nghìn. Có lẽ là vị của nó là vị cá hồi cho nên cảm giác tôi ngửi nó rất là tanh. Ba tê của hãng này thì mèo nhà tôi có ăn rồi, xịn nha, cái mảng thịt rất là lớn. Còn xúc thường thì đây là lần đầu tiên bọn nó ăn luôn. Chất ba tê mịn không tách nước, núng na núng nính. Không biết ăn xúc thường nhiều quá, tối nay cuốn nó có ẻ chảy hay không chứ hôm nay là ăn thả ga ăn sướng cái mỏ luôn á. Hãng xúc thường thứ 8 cũng đến từ Hàn Quốc, bao bì siêu xinh luôn, Nuchi Plan. Tôi mua 4 thanh giá là 37.000 tính ra là đắt nhất trong tất cả các dòng nãy giờ ha. Đợt trước thì tôi có được hãng tặng cho một đống 3T luôn nhưng mà 3T của hãng thì mèo nhà tôi nó không ăn, không biết xúc thưởng thì như thế nào. Tôi nghĩ xúc thưởng thì nó sẽ dễ hơn bởi vì đa số thì xúc thưởng nó dễ ăn hơn 3T á. Trời ơi cái chất xúc thưởng này chính là cái chất chân nái của lòng tôi. Không tách nước, mịn màng, ta nói nó đã gì đâu á. Quan trọng là con cám nó rất là phái nha. Ta nói đúng thôi tại mắc mà. 9 trên 10. Lẽ ra cho 9.5 mà tại hơi mắc Ta nói lết háng lên lầu 3 Quay từ sớm mà bây giờ tối mù tối mịt tới nơi rồi Mà vẫn chưa xong Cuối cùng hai dòng này tôi xin gộp lại luôn nha Đây là dòng xúc thưởng One Bee của Trung Quốc Có dòng thanh và dòng nắp vặn Trước đây thì tôi toàn cho mèo nhà tôi xài hàng sách tay á Nhưng mà bây giờ đã có hàng của công ty rồi Về cả chất và hương vị thì tôi thích cái dòng thanh hơn Tại vì dòng thanh cái chất xúc của nó là chất creamy Nó thơm và sánh mịn hơn nhiều so với dòng tuyết đó mấy bà Dòng tuyết 90g thì mùi nó hơi tanh nha Tôi không có thích lắm Tôi thích dòng thanh hơn nhiều Súp này thì mấy đứa nhà tôi nó đã ăn nhiều lần rồi Tại vì nhà tôi bán mà Nhưng mà yên tâm là tôi vẫn công tâm nha Dòng tuyết thì tôi chấm 8 trên 10 Còn dòng thanh thì chỉ 7 trên 10 thôi nha